Xin chào các bạn có thấy phía trước mình là cái gì không? Đây, thì hôm nay mình xuống nhà của cô mình á, mình xin ít một ít chùm ruột về để mình xào mứt nè các bạn. Chào các bạn, bây giờ mình đang trên ngọn cây chùm ruột nè. Bây giờ mình hái chùm ruột về để mình xào mứt nha. Các bạn lưu ý là mình lựa chùm ruột á già nha các bạn, đừng lựa chùm ruột non á, cơm nó không có nhiều với lại nó sẽ bị chát nha. Nhanh đó. Rồi thì các bạn hôm qua là mình hái được 3 chùm ruột nha. Thì hôm nay mình sẽ sơ chế cái chùm ruột để mình xào mứt nha. Bây giờ thì các bạn đem đi rửa sạch cái phần chùm ruột này. Xong rồi mình sẽ chà cho nó dập sơ sơ rồi mình để ngăn đá ha. Thì cái phần chùm ruột của mình là 3kg thì các bạn, thì các bạn sẽ chuẩn bị sẵn cho mình là 1-2 đường nha. Thì theo mình xào thì 1kg chùm ruột tươi như thế này thì mình sử dụng là 400g đường nha. Và bây giờ mình đem mình rửa sạch nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ cho nó vô phần chùm ruột này nha. Nhà mình trồng khá là sạch nên là các bạn rửa lại khoảng 3 đến 4 lần mới sạch là xong ha. Thì đây là cái chùm ruột mà mình đã rửa sạch rồi nè các bạn. Thì bây giờ các bạn chịu khó các bạn để ra một cái rổ rộng như thế này ha. Các bạn chà cho cái chùm ruột của mình nó hơi dập thôi ha. Thì mình chà hơi dập như thế này nè, để xíu nữa đó khi mà mình rã đông xong á, cái chùm ruột của mình rất là dễ dắt nước luôn nha. Và bây giờ các bạn chà cho mình vậy ha, các bạn cứ chà như vậy thôi ha. Đem cái phần chùm ruột này mình bỏ trong ngăn đá tủ lạnh nha. Các bạn để trong ngăn đá tủ lạnh, khi nào mà cái chùm ruột của mình đông lại á, thì mình lấy ra mình để vào ngoài nha. Đây là cái chùm ruột mà mình đã để trong cái ngăn đá tủ lạnh được 1 ngày 1 đêm rồi các bạn. Đây các bạn xem nè, cái chùm ruột của mình á, nó đông đá như thế này rồi nha. Rồi bây giờ mình sẽ cho ra một cái thau, rồi các bạn mình ngâm nước cho cái chùm ruột của mình nó bao đã đông nha các bạn. Vì một xíu nữa sau khi mà mình dắt cái chùm ruột á thì mình ướp đường mình sẽ xào liền luôn, nên bây giờ mình sẽ chuẩn bị thêm một cái phần nước cam. Thì ở đây mình có chuẩn bị 2 trái cam chín ha, thì mình sẽ dắt lấy cái nước của cam này để xíu mình hắn nước đường ướp tan đồng nha các bạn. Thì các bạn có thể thay thế bằng trái cây có màu đỏ hoặc là màu cam tùy thích các bạn nha. Cái cam này màu rất là đẹp nè các bạn. Thì cái cam này nó cho cái chùm ruột của mình á, nó sẽ có thêm cái độ chua ngon hơn và cái màu sắc lên nó sẽ đẹp hơn. Và sẽ làm cho cái mứt chùm ruột mình á, nó có cái mùi thơm.
thơm của cam á. Rồi đây nè các bạn, đây là cái nước của hai cái cam ha, thì nó tầm khoảng là 100ml, nếu mà các bạn làm hơn xíu cũng được không sao ha. Thì ghép phần nước cam này xíu nữa là mình sẽ cho 200g đường vô mình thắng cái nước trước ha. Sau khi mình ngâm cái trình ruột này á được 15 phút thì cái trình ruột của mình á nó cũng mềm trở lại rồi nè các bạn. Thì bây giờ mình tiến hành mình vắt bỏ cái nước chua của trình ruột ra ha. Thì các bạn lưu ý cho mình á là không phải là mình vắt khô ha, thì mình sẽ vắt ra một nửa nước, còn nửa nước mình sẽ giữ lại trong cái nha các bạn. Rồi. Rồi các bạn cứ bóp cho cái phần nước cay thế này ha. Thì mình sẽ chừa lại một ít cái nước cốt của cái phần chùm luộc á, để xíu nữa mình để cho mình xào chung với mất luôn nha các bạn. Đây, đây các bạn dắt cho mình như thế này là được rồi các bạn. Các bạn thấy rõ không? Có nghĩa là mình sẽ dắt là một phần hai lượng nước của trái ha. Mình chừa lại một phần hai nha các bạn. Và tương tự như vậy thì các bạn dắt cho hết cái phần nước của phần chùm ruột này cho mình ha. Đây nè các bạn, đây là cái phần chùm ruột mà mình đã dắt ráo trước rồi. Rồi các bạn thấy nè, cái phần chùm ruột của mình nó sẽ tốt là như thế này ha. Rồi bây giờ mình sẽ ướp đường nha các bạn. Thì 1/2 kg đường, 1.2 kg đường á, các bạn cho vô đây khoảng tầm 1 kg, rồi các bạn chừa lại khoảng tầm 200g nha. Mình chừa cái phần đường này lại để xíu nữa mình sẽ thắng cái nước đường lúc đầu nha các bạn. Rồi bây giờ mình trộn lên. Rồi các bạn nhớ cho vô đây là một muỗng cà phê muối nha. Đây là các bạn một muỗng cà phê muối nha. À, mình trộn lên. Rồi sau khi mình trộn cái đường xong á, các bạn đem ra mình các bạn phơi nắng nha. Phơi nắng khi nào á cái đường mình nó tan gần hết á, các bạn đem vô các bạn bắt đầu sơn nha. Cái chùm ruột mà mình phơi nắng cho nó tan đường ra nè các bạn. Cái chùm ruột mình á nó ngậm đường nên nó cũng trong hơn nè nè. Rồi bây giờ thì mình khoan cho cái chùm ruột vô xào ha. Bây giờ mình lấy cái phần nước cam và đường mình đem lên mình thắng trước nha các bạn. Rồi đây nè các bạn, mình cho cái phần nước cam lúc nãy mình chuẩn bị vô ha. Rồi thì đây là cái phần chùm ruột mà mình ngâm đường á, xong mà đem phơi nắng á, bây giờ đường nó tan ra nè các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu mình sên cái mứt chùm ruột này ha. Cái chùm ruột mình á nãy giờ nó ngậm đường nên nó rất là trong và nó có mùi thơm rồi đó các bạn. Thì bây giờ mình sẽ chắc cái nước này và mình sử dụng cái phần nước cam á và cái phần đường còn lại lúc nãy á mình cho vô mình sên trước nha. Rồi bây giờ mình sẽ nấu cái phần nước đường và cam này trên cái lửa trung bình nha các bạn. Thì các bạn nấu cho tan đường và cái đường của mình á nó có cái độ keo lại một xíu, mình sẽ cho cái chùm ruột vô mình xào nha. Và khi các bạn nấu cái phần nước đường á hoặc cái nước đường nó lên màu như thế này rồi ha và nó có phần sệt lại thì mình cho cái phần chùm ruột nãy vô xào nha các bạn. Rồi bây giờ mình đảo đều cái phần chùm ruột. Thì
đây là cái chùm ruột của mình. Mình xào hồi nãy là được 15 phút nè các bạn. Thì chùm ruột của mình đã bắt đầu lên màu rồi đó. Thì các bạn thỉnh thoảng thì các bạn đảo cho cái chùm ruột của mình được đều lên nha. Rồi sau khi mình sơn cái mứt này khoảng tầm 20 phút nữa thì các bạn thấy là cái phần đường nó cũng sắp cạn rồi đó. Thì mình sẽ tiếp tục mình cho cái nửa chén nước của cái chùm ruột lúc nãy á, mình cho vô đây nha các bạn. Rồi mình sẽ tiếp tục mình xào thêm nữa ha. Nhà mình á thì thích ăn cái chùm ruột nó có vị chua hơi nhiều một xíu nên là mình sử dụng là 400g đường cho một cái chùm ruột tươi. Còn nếu trường hợp ở nhà các bạn mà thích ăn ngọt á thì các bạn có thể là cho 500g trên một ký chùm ruột tươi nha các bạn. Thì cái chùm ruột này á nhà mình á hay xào chua chua để trộn một xíu muối Tây Ninh vô ăn á các bạn. Trộn một xíu muối tôm vô mình ăn á. Thì sau khi các bạn cho cái nước cốt của cái chùm ruột ban đầu á thì các bạn cứ tiếp tục xào thêm nữa ha. Thì cái nước cốt của chùm ruột á sẽ làm cho cái mức chùm ruột của các bạn thơm hơn và sẽ lên màu đẹp hơn ha. Thì chùm ruột mình á mình xào hoàn toàn là không có bỏ cái hương liệu hay là màu sắc gì hết nha các bạn. Khi mà các bạn để ý á, mình thấy cái phần chùm ruột của mình nó sắp cạn nước rồi đó. Thì các bạn cứ đảo cái phần chùm ruột liên tục cho mình nha. Tránh cái chùm ruột nó sẽ bị khét đó nha các bạn. Và các bạn sẽ xào cho đến khi nào á cái chùm ruột nó lên cái màu đỏ mà các bạn thích á. Ví dụ như các bạn thích cái màu đỏ tươi thì các bạn sẽ dừng lại sớm hơn xíu. Nếu mà các bạn thích cái màu đỏ sậm á thì các bạn xào cho tới luôn ha. Và khi mà các bạn xào nó lên được cái màu đỏ như thế này nè thì nước á không chả nó cũng đã cạn bớt rồi đó các bạn. Thì các bạn có thể là mình đem mình để nguội, mình để bảo quản trong cái hộp cũng được, hoặc là các bạn có thể phơi nắng thêm nha. Đây là cái mứt của mình á, xào xong rồi đó các bạn. Thì mứt chùm ruột của mình lên màu rất là đẹp luôn, lên màu đỏ rất là tươi và nó rất có mùi thơm rất là thơm và có cái vị cam là tự nhiên. Rồi sau đây là mình mời các bạn xem cái thành phẩm của mình ha. Mứt chùm ruột của mình á khi xào xong thì có vị chua chua ngọt ngọt và rất là thơm. Mời các bạn làm thử nha.